lễ tang ca sĩ Quang Toàn. Theo thông tin từ gia đình, lễ tang của ca sĩ Quang Toàn được tổ chức tại nhà tang lễ Big Family Home ở bang California, Mỹ vào ngày 27 tháng 2. Cụ thể, lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu diễn ra vào lúc 9 giờ. Lễ viếng được tổ chức trong 2 ngày, từ 11 giờ ngày 27 tháng 2 đến chiều 28 tháng 2. Sau đó, thi hài của nam ca sĩ được tiến hành hỏa táng. Người thân của Quang Toàn cho biết gia đình không nhận phúng điếu trong lễ tang nam ca sĩ. Ca sĩ Quang Toàn qua đời tại sân bay Los Angeles, California, Mỹ vào ngày 31 tháng 1, tức 29 Tết. Quản lý Quang Toàn nói, anh Quang Toàn về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán, sau đó trở lại Mỹ. Anh bị thất lạc một số hành lý, sau đó anh trở lại sân bay nhận đồ bị lạc thì bất ngờ lên cơn đột quỵ và không qua khỏi. Quản lý cho biết, trước khi qua đời, ca sĩ Quang Toàn không có tiền sử đột quỵ hay bệnh lý nền. Tuy nhiên, những năm qua, nam ca sĩ thường xuyên bị căng thẳng về tinh thần. Sự ra đi của nam ca sĩ khiến gia đình, đồng nghiệp thương tiếc. Diễn viên Hoàng Anh là đồng nghiệp thân thiết với Quang Toàn tại Mỹ. Anh thay mặt gia đình thông báo tin buồn trên trang cá nhân. Nam diễn viên kể trong ngày xảy ra chuyện, bạn bè không liên lạc được với Quang Toàn, Hoàng Anh đã lái xe đến tận nhà riêng của nam ca sĩ thì được người thân thông báo tin buồn. Cảnh sát đã gọi điện về báo cho gia đình Quang Toàn, anh bị đột quỵ lúc nhận kiện hàng tại sân bay, anh cho biết. Ca sĩ Quang Toàn sinh năm 1974 tại Long An, năm 19 tuổi, anh định cư ở Mỹ và phát triển sự nghiệp tại đây. Anh là ca sĩ có tiếng tại hải ngoại ở thập niên 1990 với nhiều ca khúc như Mùa thu còn đó, Tình lỡ trăm năm, Đôi bờ, Tạ tình.